Theo cư dân mạng thì ngay tại ngã ba Nguyễn Du và Nguyễn Nghiêm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có một quán ốc hút cây mè nổi danh đình đám tồn tại đã 3 thập kỷ qua. Nhưng khi đến nơi thì chúng tôi bất ngờ vì thấy có tới 2 quán ốc hút cây mè nằm sát bên cạnh nhau. Do đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu quán nào mới thực sự là quán chính gốc 30 năm. Còn quán bên cạnh thì sao? Theo báo trên mạng thì cô Ba Nam, quán bên cạnh là người đầu tiên. Ai cũng nói mình là người đầu tiên bán ở đây. Chúng ta hãy lắng nghe những người hàng xóm xung quanh họ nói gì. Bán xăng đi, chứ chúng ta được nghề cái hút bọn hút ghế chụp lên ngoài đường này không cho bà đi bón. Bà đây chứ còn nó khác thì ừ. Nó hút bọn hút ghế. Cô đai, đai rồi mà dưới nhà tiếp nữa. Ông dừng. Qua những lời kể vừa rồi, chúng tôi đã có được kết luận cho riêng mình. Còn ý kiến của các bạn về sự thật này như thế nào? Các bạn hãy để lại comment.